Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái món kho chay đơn giản, rất là thơm ngon, từ đậu hũ và nấm rơm. Món nấm rơm kho tàu hũ. Thì để thực hiện cái món nấm rơm kho tàu hũ, bên cạnh đó mình có kèm với là một xíu tóp mỡ chai nếu quý cô chú anh chị mà để được cái màu nó đậm đà, cái miếng tàu hũ của mình nó không bị nát, nó thấm gia vị và cái nấm thì nó chín và cũng rất là ngon và hấp dẫn quý vị ơi. Đây là thành phẩm của mình đây. Thì để thực hiện như thế nào á thì mời quý cô chú anh chị và các bạn vào bếp để thực hiện cùng với kênh Món Ngon Tại Nhà. Trước tiên thì kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ giới thiệu cho quý cô chú, anh chị và các bạn một cái nguyên liệu để chúng ta thực hiện. Ở đây đó là mình có 200g là nấm rơm nha quý cô chú, anh chị. Nấm rơm này thì mình chọn những cái nấm rơm nhỏ nhỏ đó, vừa ăn mình đem đi kho rất là ngon. Đây, rất là hấp dẫn ha. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng có sử dụng hai miếng tàu hũ. Tàu hũ quý vị có thể sử dụng tàu hũ trắng hoặc tàu hũ vàng đều được. Rồi quý vị cũng chuẩn bị cho mình vài trái ớt nếu quý vị thích ăn cay. Rồi củ hành tím và hành lá. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình một số gia vị thông thường trong gia đình như đường, bột ngọt, hạt nêm chay từ nấm, dầu ăn, tiêu. Rồi, sau khi mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ cái nguyên liệu rồi quý cô chú anh chị, thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý cái phần nguyên liệu này. Cái nấm rơm thì mình mua về, mình đã gọt sạch cái phần rơm, cái chân nấm đó quý cô chú anh chị. Và mình đem ngâm với nước muối khoảng 5 phút được rồi. Đừng có ngâm lâu quá, nó sẽ mất đi những cái chất dinh dưỡng, không có ngon. Và những cái nấm rơm bự thì chúng ta cắt làm đôi nha. Tiếp theo thì về tàu hũ. Tàu hũ thì quý vị có thể sử dụng tàu hũ trắng hoặc tàu hũ vàng. Riêng mình thì mình thích tàu hũ trắng hơn, nhưng mà hôm nay đi chợ còn có hai miếng tàu hũ vàng thôi nên mình phải mua về luôn. Giờ mình làm luôn cũng được nha quý vị. Về tàu hũ thì quý vị cắt cho mình ra thành những cái khối vuông nhỏ nhỏ, rất là vừa ăn nha. Đã cắt như vậy là được. Sau khi mà chúng ta xắt tàu hũ xong thì chúng ta cũng xắt cái phần hành lá ra luôn. Riêng cái phần gốc hành thì chúng ta đập hơi cho nó dập, cho nó thơm. Và cái phần lá thì mình cũng cắt nhuyễn ra luôn nha quý vị. Để ít rồi, được rồi, đừng có nhiều quá cũng không tốt. Rồi bên cạnh đó thì cái phần củ hành tím thì mình cắt theo khía. Muối cao quý vị đó, sau đó thì mình sẽ cắt ra cho nó mau nhuyễn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bầm ra nha, bầm cho nó nhuyễn luôn. Rồi sau khi mà chúng ta chuẩn bị xong cái phần nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành để mình kho nha quý vị. Mà trước khi kho, để cái miếng tàu hũ của mình á, nó nếu mà quý vị sử dụng tàu hũ vàng này á thì khỏi chiên lại cũng được, nó ít bị nát. Nhưng mà quý vị sử dụng tàu hũ trắng á thì nên chiên lại nha. Còn mình thì tàu hũ vàng này mình cũng chiên lại luôn đó, mình chiên lại tại vì nó còn một mặt là nó trắng á quý vị, nên mình thường là mua tàu hũ về là mình phải chiên lại một cái đó, cho nó giòn mà nó giữ được cái độ dai khi chúng ta kho. Thì cho cái lượng dầu là nhiều chút xíu đó, cho nó chiên thủ mình cho nó vàng quý vị. Lưu ý là cái mặt nè, mình chọn những cái mặt mà tàu còn trắng nè, mình để ở dưới cho nó mau vàng nha quý vị. Mình chiên cho nó vàng đều các mặt luôn, một lát mình kho rất là ngon, nó dai dai á.
Khi mà mình ăn cái miếng tàu hũ mà mình đã chiên qua như vậy, nó thì nó sẽ dai dai rất là ngon. Lúc chiên thì các bạn nhớ chở đều các mặt nha, đừng có để cái mặt mà trắng không, nhiều khi nó bị cháy thì sẽ không có ngon đâu. Rồi bây giờ mình thấy những cái miếng tàu hũ của mình nè, mình cắt khối vuông vuông như thế này đây, nó đã vàng hết rồi nè quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra hết nha. Còn lúc này cái chảo dầu nó còn nóng luôn, thì tranh thủ lúc này mình sẽ cho cái phần nấm rơm này, hồi nãy mình đã bỏ hết nước rồi nha quý vị, đó mình để ráo nãy giờ rồi, bây giờ mình bỏ vô mình xào luôn. Nấm rơm này thì các bạn nên xào với lửa lớn nha. Đó, xào với lửa lớn, xào nhanh thôi, mình xào khoảng 5 phút là được rồi quý vị, nhưng mà một lát mình còn kho lại nữa. Nếu mà các bạn làm món xào thì nên xào cho kỹ, cho chín kỹ luôn nha quý vị, ăn cho nó đảm bảo an toàn sức khỏe mình. Thì mình sẽ xào khoảng 5-6 phút. Trong lúc mà xào này nè, thì mình sẽ chuẩn bị một phần nữa. Nó trong lúc xào, đợi cái phần mà nấm rơm mình á, thì mình có chuẩn bị cái phần nước kho nha. Nước kho thì có nước tương, mình sử dụng khoảng một phần nước tương là mình sử dụng cái chén nhỏ, chén nước mắm á quý vị. Đó, lưng lưng cái chén nước mắm xíu và ba chén nước nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vào và nêm nếm cho nó vừa khẩu vị gia đình mình. Đó, trước tiên là mình cho một xíu bột ngọt nha. Đó, rồi thêm một xíu là một muỗng á quý vị, một muỗng cà phê á, muỗng cà phê hạt nêm chay từ nấm nữa. Mình nhắc lại nha, là một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm chay từ nấm và ba muỗng đường. Mình nêm hơi nhạt nhạt chút xíu nha quý vị, cho lúc chúng ta kho thì nó còn sắc lại nữa. Đó là chút xíu chúng ta cũng có thể nêm nếm lại nữa. Đó, rồi mình cho một xíu tiêu vào, nếu có tiêu mà chúng ta nguyên hộp của quý vị, chúng ta đâm dập dập ra để vô kho thì ngon hơn. Mình thì hôm nay mình còn tiêu xay không à, nên mình để tiêu xay vô luôn. Rồi như vậy là xong. Lúc này thì nấm rơm của mình cũng đã được rồi, mình đã khoảng 6-7 phút luôn rồi, mình sẽ cho ra một cái tô. Đó, lúc này thì cái chảo mình cũng còn rất là nóng. Sau đó mình sẽ cho một xíu dầu vào, ít thôi nha quý vị, lúc này cho dầu vào ít thôi. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho cái phần củ hành tím á quý vị. Đó, bây giờ mình sẽ trước tiên thì cho nó sôi đi, cho nó sôi trước đã. Wow, mình phải thắng nước màu. Thay vì quý vị sử dụng nước màu thì mình sẽ thắng nước màu bằng đường trước, xin lỗi quý vị nha. Đó, mình cho 3 muỗng đường vào, cà phê nha quý vị, muỗng cà phê. Đó, chúng ta để dầu nóng đến khi mà nó có cái màu cánh gián như vậy thì mình sẽ cho tàu hũ vào. Nếu quý vị muốn màu đậm hơn thì chúng ta đợi chút xíu nữa, nhưng mà mình thấy như vậy là vừa rồi đó quý vị. Để nữa một lát mà nó cháy là hết ngon luôn. Rồi chúng ta cho tàu hũ vào, chúng ta đảo đều nha, cho nó lên màu tàu hũ của mình. Rồi chúng ta cứ dùng đũa chúng ta đảo đều khoảng 2-3 phút, khoảng 2-3 phút với lửa nhỏ nha quý vị, đừng để lửa lớn quá. Lửa lớn quá là một lát là đường nó cháy lên, là nó sẽ bị khét cái nồi của các bạn liền. Rồi lúc này mình sẽ cho cái phần nước kho vào nha. Lúc này mình để lửa lớn lên được rồi, để chuẩn bị mình kho.
Rồi sau khi mà đó thì chúng ta cũng cho cái phần nấm vào luôn. Thì mình bỏ bớt cái phần nước đi nghe quý vị. Đó, cho hết cái phần nấm vào và chừa cái phần nước bỏ đi. Rồi, khi mà các bạn để cho lửa thiệt sôi lớn lên. Đó, lúc này mình cho củ hành vào. Đáng lẽ là củ hành mình cho vào phi lúc mà có đường chúng ta mới làm nước màu cái gì. Nhưng mà mới nãy mình sơ ý mình quên. Xin lỗi quý vị nha. Đó, bây giờ mình để vào cũng được. Không sao hết. Cũng rất là ngon nha. Đó, sau khi mà nước sôi lên đó quý vị. Đó, cái nước của mình sôi lên thì mình hạ lửa họ nhỏ xuống để mình kho riu 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 này là quý vị. Đó, một lát thì nó sẽ lên cái màu nhìn rất là hấp dẫn nha quý vị. Đó, bây giờ mình sẽ cho một ít tóp mỡ chai vào. Cái này thực tế là thịt thực vật đó quý vị. Người ta có bán theo bọc á. Đó, mình cho một ít vào. Thịt thực vật á quý vị, một bọc luôn. Thì mình lấy một ít mình cho vào làm tóp mỡ nha. Rồi mình để mình kho luôn. Lúc này mình để lửa nhỏ nhỏ thôi nha, kho riu 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 thôi. Và lúc này quý vị và các bạn cũng cho ớt vào luôn. Và lúc này mình cũng nêm nếm lại nha quý vị. Coi nó vừa với khẩu vị gia đình mình chưa. Nếu thấy nó hơi nhạt thì mình cho một xíu nước tương vào hoặc là ít muối thôi. Còn muốn ăn ngọt ngọt á, thì chúng ta thêm một xíu đường cho nó hấp dẫn. Để miếng hành lên, để ít thôi quý vị. Món kho đậu hũ thì mình để ít hành thôi, để lên cho nó thơm thơm là được rồi. Tiếp tục thì chúng ta cứ để lửa nhỏ chúng ta kho nhé. Kho nó liu riu thôi. Một lát thì nó sẽ lên màu rất là đẹp. Và lúc này mình cho tiêu lên luôn nha, cho nó thơm. Rồi sau một lát đây nha quý vị. Đó, cái nồi nấm rơm kho tàu hũ của mình đã hoàn thành. Nhìn rất là thơm ngon và bắt mắt luôn quý vị ơi. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Nếu quý vị nào thích nhớ ấn cho mình một like, share, chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Nếu quý cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh. Để khi mình có video mới thì quý cô chú anh chị có thể là người xem đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.